Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Trong tháng 3 và tháng 4, Việt Nam sẽ tiếp nhận hơn 5 triệu 600 ngàn liều vaccine AstraZeneca. Y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo trong vụ án tại xã Đồng Tâm. Bắt tạm giam chủ công ty xăng dầu Vân Trúc mua và nhập lậu xăng giả. Việt Nam dự kiến sẽ tiếp nhận tổng số 5 triệu 657 ngàn liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca trong tháng 3 và tháng 4 2021, thông tin từ chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Cụ thể, ngày 25 tháng 3, Việt Nam sẽ tiếp nhận được 1.373.800 liều và trong tháng 4 sẽ tiếp nhận 2.803.200 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Cũng trong tháng 4 năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm 1,48 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế mua thông qua VNVC. Số vaccine do COVAX Facility hỗ trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cung ứng. COVAX Facility là cơ chế do Tổ chức Y tế Thế giới, Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, UNICEF, Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh, các nhà sản xuất vaccine và các đối tác lập ra nhằm đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vaccine một cách công bằng và hiệu quả. Việc tiếp nhận bảo quản vaccine AstraZeneca và tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 1 đang được thực hiện tại một số địa phương. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là rà soát hệ thống bảo quản vaccine, ghi nhận tại Hà Nội. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, Bệnh viện và Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã là những đơn vị thực hiện việc rà soát hệ thống bảo quản vaccine. Việc này nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và tổ chức tiêm phòng. Hàng ngày thì cán bộ phụ trách kho vaccine có trách nhiệm là kiểm tra nhiệt độ tại các tủ vaccine ít nhất là 2 lần một ngày, buổi sáng và buổi chiều, và phải ghi nhiệt độ theo dõi vào bảng kiểm tra treo tại tủ vaccine. Đồng thời thì tại mỗi tủ thì chúng tôi đều đã được lắp đặt những cái thiết bị cảnh báo điện tử sẽ chủ động báo vào điện thoại của cán bộ phụ trách kho vaccine cũng như tôi là trưởng khoa khi có bất thường về nhiệt độ trong kho vaccine. Vaccine do AstraZeneca sản xuất được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Đây là nhiệt độ thông thường đối với các vaccine Việt Nam đang bảo quản. Khi vaccine được bảo quản đúng nhiệt độ thì giữ được chất lượng, hiệu quả bảo vệ kháng thể và hạn chế đến mức thấp nhất tác dụng phụ gây ra cho người được tiêm. Chuyển sang các thông tin khác, sau 2 ngày xét xử, tối 9 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với 6 bị cáo đã có đơn kháng cáo trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Hội đồng phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo có kháng cáo. Mỉm cười như thế nào, đặt tay ra sao và hướng ánh nhìn. Những người trẻ Việt Nam mê mạng xã hội đổ xô đến các lớp dạy cách tạo dáng để có bức ảnh hoàn hảo. Những lớp học này đặc biệt thu hút các thiếu nữ khi 70% dân số Việt Nam có độ tuổi dưới 35. Bài phóng sự của hãng thông tấn Pháp AFP. Phạm Kiều Ly được hàng trăm ngàn người theo dõi trên Instagram và TikTok đã mở lớp học vào tháng 9 năm ngoái tại Hà Nội. Chi phí đăng ký là 130 đô la Mỹ, hơn 2 triệu 900 ngàn đồng tiền Việt Nam. Khóa đào tạo kéo dài 1 ngày rưỡi cũng dạy cách chụp hình tự sướng sao cho đẹp. Một số phụ nữ tham gia khóa học vì công việc, những người khác thì muốn có được sự tự tin. Khoảng 500 phụ nữ thuộc mọi tầng lớp, từ chuyên viên bán hàng trực tuyến đến đại lý bất động sản, đã đến để lắng nghe lời khuyên của cô. Em nghĩ là cái khóa học chụp ảnh này thì nó sẽ giúp em kiểu tự tin hơn khi đứng trước ống kính, khi đứng trước máy quay và để giúp cho công việc của em giao tiếp với mọi người nó cũng sẽ tốt hơn. Các học viên khác cho biết họ tin rằng những bức ảnh đẹp sẽ giúp họ bán hàng tốt hơn trên Facebook, nơi có hơn 53 triệu người dùng ở Việt Nam, tức hơn một nửa dân số cả nước. Nền tảng của Mỹ đã trở thành một phương tiện tiếp thị cần thiết cho các doanh nghiệp địa phương. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá lúa đang cao nhất từ trước đến nay. Nhiều doanh nghiệp tập trung thu mua lúa để chế biến gạo xuất khẩu khiến giá nông sản này ở đồng bằng sông Cửu Long tăng cao. Sáng ngày 9 tháng 3, tại Bạc Liêu, giống đài thơm 8 được mua với giá 6,9 triệu đồng một tấn. Những năm trước, giống này chỉ dao động từ 4,7 đến 5,9 triệu đồng mỗi tấn, còn giá lúa tài nguyên là 7 triệu đồng một tấn. Một chuyên gia trong ngành gạo lý giải thêm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 2 năm qua, nhu cầu gạo nội địa lẫn xuất khẩu đều tăng. Điều này đã đẩy giá lúa gạo tăng bình quân 15% so với khi chưa có dịch và luôn duy trì ở mức cao do chính phủ các nước tăng dự trữ gạo.
Đến nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, vì vậy, nhu cầu gạo sẽ vẫn còn tốt trong năm 2021. Theo dự báo, nhu cầu sử dụng đường tại Việt Nam sẽ tăng lên 2,5 triệu tấn vào năm 2025. Tuy nhiên, hiện trên cả nước, sản lượng mía ép tổng cộng dự kiến chỉ đạt khoảng 5,5 triệu tấn, ước tính sản xuất ra 600.000 tấn đường và hết vụ sớm vào ngày 30 tháng 4 năm 2021. Vì vậy, dự báo sản lượng mía nội địa năm nay sẽ thiếu trầm trọng so với nhu cầu tiêu thụ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do diện tích mía ở nhiều địa phương ngày càng sụt giảm mạnh. Nhiều nông dân đã rời bỏ cây mía, chuyển sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tiếp theo trong chương trình, một phụ nữ đi xe máy đã bị xe container ôm cua cán chết trong khu công nghiệp Bình Dương. Lên cơn ma túy đá, nhảy từ nóc nhà xuống đất. Trở lại chương trình, thưa quý vị, liên quan đến vụ 2,7 triệu lít xăng giả, chiều ngày 9 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam hai vợ chồng chủ công ty Vân Trúc để điều tra về hành vi buôn lậu sau khi đồng loạt khám xét 10 cây xăng vào chiều cùng ngày. Qua điều tra, cơ quan công an xác định công ty Vân Trúc đã mua và nhập lậu xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu để phân phối ra thị trường tiêu thụ. Sáng ngày 9 tháng 3, 12 tổ công tác với gần 400 cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Nai đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tú và Vân về tội buôn lậu và đã di lý số đối tượng này về Công an Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Một người phụ nữ đi xe máy đã bị xe container ôm cua cán chết. Tai nạn xảy ra trong khu công nghiệp V-Ship 1, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào chiều 9 tháng 3. Thời điểm trên, xe container lưu thông trên đường số 9 trong khu công nghiệp V-Ship 1. Khi xe lưu thông đến giao lộ với đại lộ Độc Lập, thì tài xế cho xe ôm cua. Lúc này, một người phụ nữ chạy xe máy bên hông xe. Tài xế bị khuất tầm nhìn nên xảy ra va chạm giữa hai phương tiện. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường, bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ. Ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm kẹt dưới gầm xe container, xe máy nằm sau đuôi xe container. Nạn nhân tử vong được xác định là Trịnh Thị Loan, sinh năm 1989, ngụ Bình Dương. Nguyên nhân vụ tai nạn đã được tiếp tục điều tra làm rõ. Còn tại Bình Phước, chiều qua cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng tại thành phố Đồng Xoài. Hai nam thanh niên điều khiển xe máy tông trực diện vào hông xe bán tải, khiến cả hai bị thương nặng. Khoảng 16 giờ chiều ngày 9 tháng 3, xe ô tô bán tải chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường Trương Công Định hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông. Đến đoạn ngã tư giao nhau với đường Hai Bà Trưng thuộc khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, cùng lúc này, hai nam thanh niên khoảng 18 tuổi đi chung xe máy chưa có biển số lưu thông trên đường Hai Bà Trưng theo chiều ngược lại. Do chạy với tốc độ cao, hai nam thanh niên đã không làm chủ được tay lái, điều khiển xe máy tông thẳng vào hông bên phải của xe bán tải. Cú tông mạnh khiến cả hai bị ngã văng xuống đất, nằm bất động. Người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sử dụng ma túy đá rồi làm xiết trên nóc nhà, chưa hết, chất gây nghiện độc hại này còn kích động người dùng nhảy từ nóc nhà xuống đất. Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, một đối tượng đã trèo lên nóc nhà của người dân tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa với biểu hiện ngáo đá. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, trải phao cứu hộ phía bên dưới nơi đối tượng đang la hét bên trên. Không những bỏ qua mọi lời yêu cầu khuyên nhủ của lực lượng chức năng và người thân, đối tượng còn làm xiết trên nóc nhà gần 1 giờ đồng hồ trước khi bất ngờ dùng sức nhảy mạnh xuống đất. Hành vi mất kiểm soát này khiến tay nghiện ma túy bất tỉnh vì bị thương chân. Ngay sau đó, người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả test nhanh ban đầu cho thấy bệnh nhân dương tính với ma túy đá. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản cá nhân rao bán quần áo in hình mệnh giá tiền 100, 200 hay 500 ngàn đồng đang lưu hành tại Việt Nam. Hành vi sản xuất quần áo in hình tiền Việt Nam để bán tuy không bị xử lý hình sự nhưng có thể bị phạt hành chính với số tiền lên đến 100 triệu đồng. Trên các trang bán hàng online, mặt hàng này được rao bán với mức giá từ 120.000 đến 150.000 đồng một bộ. Nhiều người đặt mua vì tò mò hoặc thích thú với họa tiết lạ. Người mua cũng bày tỏ thắc mắc rằng in quần áo hình tiền có vi phạm pháp luật hay không. Theo ý kiến từ luật sư, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Đối với cái hành vi mà sao chụp, in ấn
tiền, một hình ảnh tiền hoặc là một phần bố cục hình ảnh tiền thì có khả năng sẽ bị xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân là 50 triệu đồng và đối với tổ chức là tới 100 triệu đồng. Bên cạnh cái việc bị xử phạt hành chính thì các tổ chức cá nhân vi phạm còn phải đối mặt với cái việc là tịch thu tang vật phương tiện mà thực hiện cái hành vi vi phạm đó. Như vậy, người dân không nên tiêu thụ những sản phẩm sao chụp, in ấn tiền hoặc hình ảnh tiền, bởi đây là việc làm tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới cập nhật trong đêm. Rạng sáng nay 10 tháng 3, sự việc thương tâm xảy ra khi hai con tàu chở người di cư bị chìm ngoài khơi Tunisia khiến hàng chục người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Tunisia xác nhận hai con tàu gặp nạn khi đang chở theo người di cư vượt Địa Trung Hải đi từ Tunisia đến đảo Lampedusa của Italia. 39 người di cư đã bỏ mạng. Lực lượng cứu hộ đã giải thoát cho 165 người và vẫn đang tích cực tìm người sống sót sau vụ chìm tàu. Được biết, hàng trăm người này đều là người di cư châu Phi. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ đắm tàu kinh hoàng của những người mong muốn ra đi để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Về tình hình vaccine ngừa đại dịch COVID-19, hôm qua 9 tháng 3, nghiên cứu mới nhất đã cho thấy tác dụng bảo vệ mới của vaccine Pfizer và BioNTech sản xuất. Châu Âu cũng ra cảnh báo về việc thông qua quá sớm vaccine Sputnik V của Nga có thể để lại nhiều hậu quả khôn lường. Một nghiên cứu mới cho thấy vaccine của Pfizer-BioNTech có thể bảo vệ người được tiêm khỏi biến thể virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Brazil. Theo đó, những mẫu máu của người được tiêm hai mũi vaccine này đã vô hiệu hóa hiệu quả biến thể P.1. Biến thể này bị nghi ngờ là nguyên nhân làm tái bùng phát dịch COVID-19 ở Brazil. Trước đó, vaccine của Pfizer-BioNTech cũng vô hiệu hóa biến thể B.1.351 có nguồn gốc từ Nam Phi. Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ban Quản lý của Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA, bà Christa Whittemer-Hoss, khuyến cáo Liên minh châu Âu EU phản đối việc cấp phép khẩn cấp cho vaccine Sputnik V của Nga. Các nhà phát triển vaccine Sputnik V của Nga yêu cầu bà Whittemer-Hoss đưa ra lời xin lỗi vì phát biểu trên, chứng minh bằng việc 46 quốc gia đã thông qua vaccine Sputnik V. Đến nay, một số quốc gia thuộc EU đã đơn phương thông qua vaccine Sputnik V mà không chờ sự chấp thuận của EMA. Dự kiến vào cuối tháng 3, Pháp sẽ đốn hạ tổng cộng 1.000 cây sồi để xây dựng lại phần chóp và mái vòm của nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng hồi tháng 4, 2019. Ngoài ra, thì 8 cây đặc biệt được chọn ra và đốn hạ để làm khu đỡ cho ngọn tháp tương lai của nhà thờ. Chúng cũng đảm bảo một nền tảng cho một cấu trúc nặng khoảng 300 tấn. Những cây này đã sống được 2 thế kỷ. Sẽ mất nhiều năm để những loại gỗ quý này có thể nâng đỡ ngọn tháp trong tương lai của nhà thờ Đức Bà Paris. Gỗ từ những cây sồi hùng vĩ của rừng Bercé sẽ phải trải qua một quá trình xử lý phức tạp trước khi dùng. 8 cây đặc biệt trong khu rừng này dài hơn 20 mét, đường kính khoảng 1 mét. Chúng được đích thân kiến trúc sư trưởng của các di tích lịch sử lựa chọn sau khi dùng drone để kiểm tra xem cây nào phù hợp. Cây này là thích hợp vì nó cần phải có một đường cong nhất định để có thể đi theo đường cong của mái dòm. 1.000 cây sồi từ Pháp đã được quyên góp chủ yếu từ năm vùng Bourgogne, Centre-Val-de-Loire, Rantes, Pays de la Loire và Normandie. Một nửa trong số cây là từ rừng tài sản quốc gia, một nửa từ gần 150 khu rừng tư nhân. Bạn đã thử chiếc bánh pizza nào có giá lên đến hơn 10 triệu đồng chưa? Mới đây, một nhà hàng ở Tunisia vừa cho ra mắt một bánh pizza đắt nhất châu Phi vì nó không chỉ là một loại thực phẩm đơn thuần. Đây là sản phẩm của nhà hàng Italia có tên L'Antica Pizzeria da Pietro, tọa lạc ở thành phố Tunis. Với cái giá lên đến 360 đô la Mỹ, tương đương hơn 10 triệu đồng, bánh pizza này được xác lập là kỷ lục chiếc bánh đắt nhất châu Phi. Nó được phủ đầy bề mặt bằng những loại thực phẩm xa xỉ và vàng lá 24 carat có thể ăn được. Các loại thức ăn cao cấp cấu thành nên bánh gồm có táo spirulina, tỏi đen, bột Italia, v.v. Tôi thực sự rất cảm kích về tình cảm mà người hâm mộ dành cho chiếc bánh này sau khi hình ảnh của nó được đăng tải lên mạng. Ngoài ra, bánh còn có nấm truffle cao cấp, ức vịt hun khói, than đen, hoa ăn được. Điều bất ngờ là, dù có giá thành cao, rất nhiều thực khách đã mua để dùng thử bánh pizza đắt nhất châu Phi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người phàn nàn về giá cả và cho biết không đời nào họ bỏ ra gần 400 đô la chỉ để ăn pizza.
Trở lại với tin văn hóa trong nước, ông Nguyễn Văn Phúng, 60 tuổi, ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã dày công sưu tầm và thực hiện rất nhiều tác phẩm bonsai tiểu cảnh tí hon rất độc đáo. Nghệ nhân này đã thổi hồn vào từng tác phẩm để hút hồn người xem vào một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, hài hòa. Ông cho biết, tiểu cảnh mô hình từ những bonsai mini này là cách chơi kết hợp giữa tiểu cảnh truyền thống và mô hình hiện đại. Ông kết hợp với những mô hình xe cộ, người, đồ vật, đồ dùng để biến những cây cảnh thành một tác phẩm có câu chuyện. Ở mỗi tác phẩm, người xem nhìn vào có thể thấy được sự kỳ vĩ của thiên nhiên, khung cảnh quen thuộc của cuộc sống thường nhật, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Như những cái tác phẩm mà tôi đang có đây thì diễn tả hầu hết được tất cả các cảnh quan của Việt Nam chúng ta, thậm chí trên thế giới. Và tất cả các cái tích tuồng, các câu chuyện đều được dựng lên từ cái môn tiểu cảnh mô hình. Những chuỗi tác phẩm của ông đều hàm chứa nhiều ý nghĩa và phản ánh thực tế. Chủ đề tinh già là chủ đề ông dành nhiều tác phẩm để thể hiện. Bên cạnh đó, còn có những cảnh đẹp nổi tiếng ở Khánh Hòa như Bãi Dài, Hòn Chồng, Tháp Bà và cả các tác phẩm mang tính thời sự như Tình Bạn Mùa Covid-19. Bộ sưu tập bonsai tiểu cảnh mini của ông đã đạt kỷ lục thế giới với hơn 5.600 tác phẩm, vượt qua kỷ lục 3.333 tác phẩm của một người Ấn Độ. Bản tin 6 giờ ngày 10 tháng 3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện vẫn có 2.526 bệnh nhân, 2.004 ca được chữa khỏi. Và chương trình hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy tiếp tục cập nhật các thông tin cho chương trình 60 giây chiều vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.